Thưa quý vị khán giả, với những kẻ mắc bệnh hoang tưởng nhưng lại luôn mang trong mình lòng thù hận, sự đố kỵ, thường có nhiều hành động bột phát, khó kiểm soát và luôn có nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội. Điều này dường như đúng với Đào Minh Quân và những tay chân cốt cán của hắn trong Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, hay còn gọi là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, một tổ chức khủng bố phản động người Việt lưu vong tại Hoa Kỳ. Bản chất phản động chống phá đất nước một cách quyết liệt của Quân và đám tay chân thì đã rõ, nhưng với nhiều hành động kỳ quặc đến mức điên rồ khiến cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thậm chí cả số đối tượng có cùng tư tưởng chống cộng, gọi là những kẻ tâm thần chính trị, thì có lẽ đó không phải là chuyện bình thường. Chẳng biết có phải do tuổi cao sức yếu, lẩm cẩm nên mới có ảo tưởng quái đản về thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam hay không. Nhưng có một sự thật là vẫn có những kẻ mê muội tin vào luận điệu nhảm nhí, hoang đường và tiếp tay cho chúng thực hiện các hoạt động khủng bố phá hoại đất nước từ bên trong. Đằng sau những chiêu trò lừa phỉnh gây ảo tưởng cho số trong nước của các đối tượng cầm đầu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và cái kết thích đáng dành cho những kẻ tiếp tay thực hiện các hoạt động phá hoại sẽ là nội dung chính trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đối với mỗi người dân Việt Nam là mốc son chói lọi trong lịch sử, non sông được nối liền một dải, đất nước trọn niềm vui. Còn với những người tháo chạy, chối bỏ nguồn cội, vẫn mang trong mình tư tưởng dân tộc cực đoan, lòng thù hận với chế độ đã đánh bại họ, thì đó là tháng tư đen hay là ngày quốc hận. Gần 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, lịch sử đã sang những trang mới. Với nhiều người, quá khứ đau thương của dân tộc đã khép lại. Với họ không còn sự hận thù, mà thay vào đó là sự tự hào khi hướng về Tổ quốc, mong muốn được chia sẻ, đóng góp để xây dựng đất nước. Tuy nhiên, đối lập với những tư tưởng tiến bộ này, vẫn có những kẻ tỏ ra hậm hực, cay cú với những thành quả mà Đảng và Nhân dân Việt Nam đã giành được. Đào Minh Quân và số cốt cán của Tổ chức Phản động Lưu Vong có tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là những kẻ như vậy. Mưu đồ thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hiện thực hóa cho ảo tưởng khôi phục nền Việt Nam Cộng Hòa thế hệ thứ ba, còn gọi là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, luôn được chúng nung nấu, ấp ủ. Cũng từ đây, kế hoạch tuyển bộ lực lượng, móc nối, chỉ đạo một số đối tượng trong nước thực hiện các hoạt động phá hoại nhằm đưa đất nước vào tình trạng bất ổn về an ninh chính trị, được chúng vạch ra với các phương thức, thủ đoạn hết sức manh động. Tổ chức này là một tổ chức khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, hoạt động chống phá rất nguy hiểm. Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ngày 30 tháng 1 năm 2018, Bộ Công an đã đưa cái Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào danh sách các cái tổ chức khủng bố và công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Lợi dụng các diễn đàn, nền tảng mạng xã hội, số đối tượng cầm đầu tại Hoa Kỳ như Lisa Phạm, Kelly Triệu, Quách Thế Hùng, Lý Hồng Thái liên tục đăng tải những thông tin bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ, xuyên tạc, công kích chính sách đường lối của Đảng, nhà nước hay lợi dụng một số vụ việc để bóp méo, kích động một số thành phần chống đối trong nước. Mặt khác, với chủ trương giết sạch, phá sạch, đốt sạch nhằm tạo tiếng vang gây rúng động dư luận và cũng là để phô trương thanh thế của tổ chức, chúng liên tục móc nối vào nội địa, lôi kéo, tuyển lựa thành viên để thực hiện ý đồ bạo động vũ trang mang tính chất khủng bố. Mục tiêu mà chúng hướng tới phá hoại là các trụ sở cơ quan nhà nước, các công trình trọng điểm và dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Những chiêu trò lừa phỉnh, bịp bợm, củng cố niềm tin cho số cơ sở ngầm trong nước khiến những kẻ này phải nhận kết cục cay đắng. Chúng luôn rêu rao cái là
ngày các cái thời hạn này, ngày này ngày kia thì Tổng thống Đào Minh Quân sẽ về tiếp quản chính quyền, và sau khi tiếp quản sẽ cấp phát nhà miễn phí cho những người tham gia tổ chức chính phủ lâm thời. Chúng ta cũng thấy rằng đây là một cái luận điệu hết sức hoang đường. Thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng các cái mốc thời gian mà các đối tượng này đưa ra như thế thì đã trôi qua rồi, và chúng ta cũng không thấy là Đào Minh Quân về nước được. Đấy, thì rõ ràng đây là một cái luận điệu mà tuyên truyền hết sức là hoang đường, và chúng nhắm vào các đối tượng là có cái nhận thức là đang còn lệch lạc, và cũng là những cái trường hợp là họ có cái cuộc sống khó khăn. Xuất phát từ những cái tâm lý hám danh, hám lợi của các cái đối tượng tuyên truyền sẽ được cho tiền, rồi được phong chức, rồi tham gia, cho nên là nhiều người vẫn lầm tưởng và tin, và dẫn đến cái việc làm theo cái sự hướng dẫn của các cái đối tượng tuyên truyền ở bên ngoài. Trong thời gian dài bị cơ quan công an Việt Nam đấu tranh bóc gỡ, đầu năm 2017 tại Hoa Kỳ, số cầm đầu chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời giáo diết củng cố lại tổ chức, phát triển lực lượng trong nội địa. Chúng lên kế hoạch khủng bố, phá hoại các mục tiêu trọng điểm, thậm chí có ý định ám sát cán bộ vào dịp Việt Nam kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Hai thành viên của tổ chức khủng bố này là Phan Angel và Nguyễn James Han, tên thật là Phan Thị Đào và Nguyễn Thanh Hân, đều quốc tịch Hoa Kỳ, được bí mật cử về nước, trực tiếp chỉ đạo số trong nội địa hoạt động. Tất cả các mắt xích đều liên lạc qua bí danh, bí số định sẵn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan an ninh. Trong hai ngày mùng 8 và 22 tháng 4 năm 2017, chúng đã ném bom xăng thiêu rụi hơn 320 chiếc xe tại nhà giam giữ phương tiện vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đặt bom xăng tại hai địa điểm của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chúng còn lên kế hoạch gây cháy nổ một số trụ sở các cơ quan nhà máy, nhưng sớm bị lực lượng Công an Việt Nam phát hiện, ngăn chặn khi chưa kịp hành động. Đây là một cái thủ đoạn là rất manh động, và cái nếu như mà để cái việc mà khi hậu quả của cái việc thực hiện các cái thủ đoạn này thì là nếu mà không phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì là hậu quả sẽ rất lớn, tác động ảnh hưởng đến tư tưởng, đến các cái môi trường, ảnh hưởng đến cái sự an toàn, trật tự an toàn xã hội ở địa phương mà nơi các đối tượng thực hiện các cái hành vi phá hoại này. Trong vụ việc này, 15 đối tượng tham gia vào hoạt động khủng bố, phá hoại phải nhận những bản án thích đáng với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 84 Bộ Luật Hình sự Việt Nam với bản án từ 4 đến 16 năm tù. Đây là một trong số 15 đối tượng nhận chỉ đạo và đóng vai trò tích cực trong hoạt động phá hoại đất nước. Bản án 5 năm cải tạo có lẽ đã đủ thấm thía khi tin vào những lời hứa hẹn hão huyền, viển vông, đánh mất khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Cái đám này á, là cái đám lừa đảo. Tại vì á, nó cứ xúi người này làm, người kia làm. Nhưng mà người ta làm thì ai làm nấy chịu thôi, còn nó vẫn yên tọa thôi. Nó đâu có bị mất mát cái gì đâu. Nó chỉ có ngồi nó dốc lấy tiền thôi mà. Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2019, khi cán bộ Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa bắt đầu một ngày làm việc được ít phút, thì một tiếng nổ kinh hoàng phát ra ngay tại trụ sở. Dù không gây thiệt hại về người, nhưng vụ nổ làm hư hỏng nhiều tài sản và phòng làm việc. Kẻ đã trà trộn, đóng giả người làm hồ sơ thủ tục thuế, trực tiếp đặt quả bom hẹn giờ tại nhà vệ sinh tầng 1 của cơ quan này là Trương Dương, trú tại tỉnh Bình Dương, đã được cơ quan công an bắt giữ. Quá trình điều tra cho thấy, sau khi được kết nạp vào Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Dương được Lisa Phạm chỉ đạo nhận 1,4 cân thuốc nổ từ một đối tượng có tên là Hà Xuân Nghiêm, trú tại tỉnh Tây Ninh, được hướng dẫn chế tạo bom và mục tiêu khủng bố. Sau khi vụ việc xảy ra, Hà Xuân Nghiêm nhanh chóng trốn ra nước ngoài, hiện là đối tượng truy nã của Cơ quan Công an Việt Nam. Chỉ vì tin vào những lời hão huyền mà cái giá phải trả đối với kẻ tiếp tay cho các thế lực thù địch phá hoại đất nước như Dương là một bản án 11 năm tù, phải bồi thường số tiền lên tới 800 triệu đồng cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Kiên Giang đã xét xử gần 20 đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, tuyên phạt nhiều bản án thích đáng, mức cao nhất là 13 năm tù cho tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Mặc dù số này không thực hiện những hoạt động khủng bố, nhưng đóng vai trò tích cực trong việc lôi kéo, phát triển lực lượng, in ấn tài liệu, hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chuẩn bị cờ vàng ba sọc đỏ, xúi giục người tham gia trưng cầu dân Ý, bầu Đào Minh Quân làm tổng thống của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, chúng đẩy mạnh đăng tải, phát tán những thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chia rẽ chính sách đại đoàn kết dân tộc. Qua đấu tranh khai thác thì nhiều đối tượng thì cũng đã thừa nhận rằng là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, sau khi tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia lâm thời thì các đối tượng cầm đầu có cáo bên ngoài sử dụng Facebook liên lạc, đặt bí danh, bí số và cung cấp các cái mật khẩu để vào phòng họp, thì đó là một cái thủ đoạn là đối phó hết sức tinh vi. Chúng lợi dụng cái sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như là các cái ứng dụng trên nền tảng Internet để tổ chức các hoạt động trực tuyến. Đơn cử trong 12 đối tượng là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được đưa ra xét xử tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 4 năm 2022. Trần Văn Long, Nguyễn Minh Quang, Hồ Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng, Lê Ngọc Thành hay Ihon Enun đều được số lưu vong đặt cho các bí số như A1200, A1239, A1237, A1208, A1245, A1234, phụ trách các khu vực An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum. Hay như hai đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa và Dương Thị Bé được đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 10 vừa qua tại tỉnh Kiên Giang, khi được phân công vào bộ phận gọi là nha nhân viên Bộ Quốc phòng và đoàn lữ quân nhân. Ngoài việc được cấp nhiều bí số khi nhận nhiệm vụ do số bên ngoài chỉ đạo như A1242, A6029, A10001, A1097, A0001, B20003, còn có nhiều bí danh như Nguyễn Nghĩa, Trần Nghĩa, Nguyễn Hòa Nghĩa, Trần Tránh Trung, Mai Liên, Mai Chí Thanh. Quá trình đấu tranh của cơ quan an ninh cho thấy rất nhiều đối tượng không hiểu hoặc biết rất ít về tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cũng không tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng cốt cán mà chỉ liên lạc thông qua các nền tảng mạng xã hội. Chỉ vì tin vào những lời hứa hẹn về vật chất mà hoạt động theo chỉ đạo của chúng. Người dân hết sức nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, ý đồ hoạt động, tuyên truyền, lôi kéo của tổ chức này. Những người tham gia tổ chức này là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Với bản án 9 năm tù giam, Ihon Eunun bỏ lại người vợ triền miên đau yếu về bệnh thận cùng hai con nhỏ dại nheo nhóc. Hát Dăm, vợ của Ihon, không còn sức lao động, cuộc sống của ba mẹ con bây giờ trông cậy cả vào người mẹ già ở thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Giờ này trong trạm giam, có lẽ hắn sẽ không khỏi xót xa ân hận nếu như nhìn thấy viễn cảnh này. Âu cũng là bài học cho những kẻ chọn lầm đường, thực hiện mưu đồ phá hoại sự ổn định và phát triển của đất nước. Như chúng tôi đã đề cập trong phần đầu của chương trình, tại sao Đào Minh Quân và bè lũ của hắn trong tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời lại bị coi như những kẻ hoang tưởng, tâm thần chính trị? Cơ cấu tổ chức, phần tử cốt cán cũng như phương hướng hoạt động cụ thể của nhóm khủng bố này ra sao? Đó sẽ là nội dung mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần sau. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!